Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Người ảnh hưởng và cơn lốc tin đồn. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin xấu về một nhân vật có tiếng trên thị trường chứng khoán. Lập tức, phiên chiều ngày 6 tháng 4, cổ phiếu liên quan đến doanh nhân trên lao dốc rất mạnh. Áp lực bán vẫn tiếp diễn trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 4. Tất nhiên có nhiều nguyên nhân mang tính kỹ thuật, song yếu tố tin đồn rõ ràng đã ảnh hưởng đáng kể. Tin mới nối tiếp tin cũ, hết doanh nhân này đến doanh nhân khác bị đồn thổi, khiến tâm lý nhà đầu tư bị tác động, áp lực bán lan rộng khắp thị trường. VN Index bị thổi bay hơn 20 điểm và đóng cửa với 744 mã giảm giá. Thông tin liên quan tới vị doanh nhân nói trên xuất phát từ một call, người dẫn dắt quan điểm, người có sức ảnh hưởng. Một người bạn của tôi từ chiều ngày 6 tháng 4 đã nhắn tin đầy bức xúc cho biết giá trị tài khoản bị thiệt hại nặng dù bạn tôi không đầu tư theo hàng lái. Tôi hiểu cảm giác đó của bạn tôi và tôi chắc rằng sau phiên ngày 7 tháng 4 còn rất nhiều nhà đầu tư mất ăn mất ngủ, lo lắng đến biến động của thị trường những ngày tới khi mà tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản vẫn ở mức cao. Có một sự thật là nỗi sợ về những tin đồn rình rập ám ảnh tâm trí nhà đầu tư còn nhiều hơn cả việc doanh nghiệp đó triển vọng ra sao. Sắp có kế hoạch gì trình đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên? Thời đại ngày nay khi rất nhiều người sử dụng mạng xã hội thì Khôn còn được coi như là một nguồn tin hay là người đại diện cho một góc nhìn xã hội. Họ có vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt dư luận. Khôn trở thành một nghề khi số lượng người theo dõi càng đông thì định giá đối với tài khoản mạng xã hội của Khôn với tiếp thị nội dung càng cao. Họ có thể thu về rất nhiều tiền cho những nội dung quảng cáo. Không phủ nhận rằng, nhiều Khôns có nguồn tin riêng và uy tín của họ gia tăng nhanh chóng khi những tin tức của họ dò dỉ ra sau đó trở thành hiện thực. Tuy nhiên, cũng không ít thông tin mà các Khôns đưa ra là thất thiệt, tạo nên hiệu ứng tiêu cực trong dư luận xã hội và gây hậu quả nặng nề. Trên thị trường chứng khoán, những thông tin úp mở của các Khôns có tầm ảnh hưởng lớn tác động đến tâm lý đầu tư. Trong khi cơ quan có thẩm quyền chưa phát ngôn, đồng thời các tin tức chưa được xác thực, thì tin đồn khởi nguồn từ các Khôns có thể gây thiệt hại rất nặng nề đến cổ đông doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư, khiến diễn biến thị trường trở nên méo mó. Là người có ảnh hưởng, Khôns có thể đưa ra những quan điểm về giá trị và mang tính chất xây dựng, từ đó tạo uy tín trong cộng đồng và xã hội. Còn nếu đơn thuần chỉ dựa vào dò dỉ tin đồn và bình phẩm vô tội vạ thì việc đứt gãy vì chơi dao trên mạng xã hội hay gánh hậu quả vì vạ miệng là chuyện ngày một ngày hai rất khó tránh. Không ít người nổi tiếng đã bị khởi tố hoặc xử lý hành chính vì tung tin đồn thất thiệt, vu khống, bôi nhọ người khác như chúng ta đã biết. Về phía nhà đầu tư, động thái bán tống bán tháo khi xuất hiện tin đồn dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, kịch bản lần nào cũng như nhau, thị trường bị điều chỉnh trong ngắn hạn do yếu tố tâm lý. Song về dài hạn, thị trường lại tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Ở đây, sự việc một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư tìm hiểu kỹ thông tin, nhất là những kênh chính thống và đã được kiểm chứng để tránh bị mất tiền oan. Hãy là nhà đầu tư thông thái. Cơn lốc tin đồn quét đi tài sản của nhà đầu tư, đồng thời cũng có thể cuốn đi danh dự một cá nhân nào đó. Như người xưa từng dặn dạy, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, hay cảnh báo, bút xa gà chết. Một lời nói ra rất khó thu về. Vậy nên mỗi phát ngôn, đặc biệt là của Khôns, hãy suy tính kỹ về hậu quả. Vì sao lương không tăng, giá cả tăng, thu thuế lại tăng vọt? Thưa quý vị, con số tăng trưởng 20,6% trong 3 tháng đầu năm là một điều gì đó như là nghịch lý khó hiểu. Bởi trong 3 tháng đó, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng ngót 2%, xăng dầu liên tục lập kỷ lục. Bên cạnh dịch bệnh, bão giá tiếp tục hoành hành, và trong khi lương thì vẫn là món nợ 2 năm chưa trả. Có nghĩa rằng nguồn thu thì đang ngày càng thắt chặt, trong khi thuế thu nhập cá nhân thì như một cơn tốt, chỉ tiến không lùi, chỉ lên không xuống. Chúng ta có những con số minh bạch cho tính chất còn tốt của thuế thu nhập cá nhân. Trong tháng 1 năm 2022, số tiền từ thuế thu nhập cá nhân đạt tới 15.000 tỷ đồng, bằng 12,7% dự toán và chiếm 8,2% tổng thu ngân sách trong tháng. Trước đó, năm 2021, khi dịch bệnh khắp nơi, nhiều người dân mất việc làm, số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn đạt 123.000 tỷ đồng,
vẫn vượt 14% so với dự toán, vẫn tăng 6,6% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này được lượng hóa rằng người dân đã nộp thuế thu nhập năm 2021 nhiều hơn 15.100 tỷ đồng so với dự toán, tương đương mức tăng dòng hơn 7.600 tỷ đồng. Câu hỏi tại sao quá dễ để trả lời. Thuế thu nhập cá nhân chưa ban hành đã lạc hậu, và lạc hậu đến mức thuế trở thành tận thu, thành lấy của người nghèo ít chia cho người nghèo nhiều. Ngoặc kép là từ ông Lê Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động Xã hội vào năm 2012, thời điểm mà Bộ Tài chính lấy ý kiến để sửa đổi thuế thu nhập cá nhân. Trên báo Tuổi Trẻ, khi đó ông Hà nói thêm rằng mức giảm trừ gia cảnh phải điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát, bởi giá trị của 10 triệu đồng bây giờ không thể bằng 10 triệu đồng của 3 năm trước vì số hàng hóa dịch vụ mua được ngày càng giảm do lạm phát. Trong 10 năm, với 2 lần sửa đổi, giảm trừ gia cảnh vẫn là con số rất buồn cười, dù cười không nổi so với giá cả. Chẳng hạn mức giảm trừ cho người phụ thuộc 4,4 triệu đồng một người một tháng hiện tại. Và việc số thuế thu nhập cá nhân 10 năm tăng gấp 9 đến 10 lần là một minh chứng cho sự lạc hậu và việc để thuế lạc hậu đến vô cảm. Chúng ta có cơ hội thay đổi nghịch lý này khi Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi thuế thu nhập cá nhân. Nhưng sự thay đổi chỉ có thể có khi có sự thay đổi từ gốc rễ. Rằng thuế thu nhập cá nhân phải là sự khoan thư, lấy sức dân làm gốc, thay vì coi đó là một nguồn thu để rồi hành thu đến tận thu. Ông Trịnh Văn Quyết không bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định hủy bỏ quyết định số 34 QĐ-XP-VPHC ngày 18 tháng 1 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết. Nội dung của quyết định số 34 là phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và đình chỉ 5 tháng giao dịch đối với ông Trịnh Văn Quyết vì có hành vi bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Lý do là ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam người này về tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự. C03 đã có văn bản đề nghị Ủy ban hủy bỏ quyết định số 34 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết căn cứ theo Điều 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Điều 5 Điều 168 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, khoản 3 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính, điểm G khoản 1 Điều 13 Nghị định số 118/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Cũng trong ngày, Ủy ban Chứng khoán thông báo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Thanh Xuân Hà Nội vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, theo quy định, thành viên hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn FLC, đồng thời giữ vị trí này tại 6 công ty khác. Trong vụ việc này, Ủy ban xử phạt bà Dung 70 triệu đồng, có áp dụng tình tiết giảm nhẹ, người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC và bà Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS để làm rõ vai trò đồng phạm với ông Quyết. Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung cầu giả đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng một cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng một cổ phiếu, trung bình là 22.586 đồng một cổ phiếu, tăng 64%. Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng một cổ phiếu,
nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng. Thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Cơ quan chức năng nhận định ông Quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, quê ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngoài cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FLC, ông Quyết và FLC còn là chủ sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways với trên 80% vốn nắm giữ.